cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Theo anh Đàm Vĩnh Hưng thì thí sinh nào mà mê ca hát mà với một cái vóc dáng như thế này thì cứ ước mơ trở thành ca sĩ có khó lắm không thưa anh? Khó đấy. Như vậy là phải cố gắng nhiều hơn so với những người bình thường đúng không ạ? Dạ, phải gầy. Bởi vì là cái hình ảnh ca sĩ trong mắt khán giả đòi hỏi nhiều thứ lắm. Và thí sinh sắp sửa bước ra sân khấu, anh ta có một cái biệt danh dành cho mình, đó là Baby Cute. Okay. Và ước mơ trở thành ca sĩ là rất lớn. Và chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với Ngọc Khánh. Mình là Võ Ngọc Khánh, đến từ Đà Nẵng. Năm nay mình 23 tuổi và đang làm một ca sĩ tự do. Cái kỷ lục cân nặng cao nhất của mình là 120kg. Từ nhỏ mình theo đuổi cái bộ môn judo của thành phố Đà Nẵng. Mình phải đôn cân từ cái hạng cân nhỏ mà phải đôn hạng cân lên tới 100. Mình ăn rất là nhiều thứ, rất thích ăn ngọt, chơi nào cũng quất 8 bạch chè. Thích ăn thịt heo quay, có mỡ càng tốt, tập về cái đó là ăn thôi. Theo đuổi bộ môn judo vì giúp đỡ gia đình. Lúc đó thì cái gia đình mình thì hoàn cảnh cũng rất là thiếu thốn. Ba thì đi làm bảo vệ, còn mẹ thì đi làm tạp vụ. Thấy mẹ đi vào toilet, ra chùi toilet. Cái việc mà mình lên cân quá sức như vậy, nhiều thứ nó xảy ra. Thứ nhất là huyết áp cao mà lên tới 200 lần. Rồi quần áo đi mua người ta nhìn vào giống như là một sinh vật trên trời rớt xuống. Cái ca hát á, cái ngoại hình như thế này á, nó không hề đơn giản. Một khách hàng gọi qua một cái người khác để gọi mình hát, mà tới nơi thì người ta ôi, thằng này hát á, mập như thế này lên sân khấu ai dòm. Đến với cuộc thi này á, là vì mình muốn giảm cân và muốn lo cho sức khỏe của mình. Ngoài ra đối với mẹ, Khánh gửi là con yêu mẹ rất là nhiều và sẽ cố gắng từng ngày để hoàn thiện mình hơn và chăm sóc cho cả gia đình. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ giúp con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, sân nó say. Tình thương cho con bao la biến mây, những đêm ôm con trong tay không ướt vai con. Mẹ con biết con yêu mẹ nhiều, dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói. Ai sao đêm cho con sắt soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dẫn con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu con tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ôi mẹ yêu. Ai sao đem cho con ra soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dẫn con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con như con tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi xa đi cho con mồ côi, ôi mẹ. Không còn lời gì để diễn tả, thưa quý vị, huynh mến và thí sinh của chúng ta, Ngọc Khánh. Tôi cũng xúc động quá. Đây là cái câu chuyện của bạn ấy ngoài đời thật. Tôi cũng thấy là bạn ấy có một cái điều may mắn khi bạn ấy gặp được huynh mến. Tại vì huynh mến là một trong những cái người biên đạo thực thi cái ý tưởng trong đầu một cách tốt nhất bằng ngôn ngữ nhảy múa. Nước mắt nó rơi vì khóe sầu rất là nhiều. Và nhất là Đàm Vĩnh Hưng chắc anh đang rất là muốn chia sẻ. Em mời anh ngay ạ. Em ơi, mỗi một người trong cái cuộc chơi này đều có một câu chuyện riêng biệt hết. Những câu chuyện cá nhân hoàn toàn xúc động từ phút đầu đến giây cuối. Cách em nâng người mẹ lên rồi em lộ một cái vòng như vậy, em rất là khó đối với một người với ký lô như vậy. Và em làm cái bệ đỡ cho mẹ, tất cả mọi thứ đều chân thật và nó chạm thẳng vào trái tim người khác. Quá tuyệt vời.
Mà bây giờ em báo cho anh Hưng biết một cái điều này nữa, là mọi người sẽ sốc nữa. Cái bài vừa rồi bạn ấy hát đấy. Anh cũng đoán ngay như vậy mà. Anh dường lời cho Hồ Ngọc Hà, cho anh Huy đi, chỉ anh muốn bấm số điểm cao nhất lên ngay bây giờ nè. Mời Hà. Đây là một trong tiết mục mà từ nãy đến giờ Hà chờ đợi nhất. Nghĩa là câu chuyện có, xúc động có và kỹ thuật cũng có. Tất cả mọi thứ nó nằm trong một cái bài nhảy chỉ có vài phút như vậy. Và điều quan trọng nhất là Hà cảm nhận con tim của bạn nó rung động thực sự trong cái bài nhảy này. Khi mà người ta bật khóc, người ta có thể không hát được hoặc người ta có thể run rẩy và không nhảy được, nhưng bạn lại làm được điều đấy. Bạn xúc động để mà bạn truyền cái tình cảm đấy vào những cái bước nhảy của bạn. Và thực sự Hà đã khóc với tiết mục của bạn. Hà cảm ơn bạn và Huỳnh Mến rất là nhiều với tiết mục vừa rồi. Xin mời Giang Huy. Trước khi tiết mục này bắt đầu thì anh cũng hơi không mong chờ. Vì mình có xem nhiều chương trình nói về mẹ để mình chỉ lấy cái sự cảm động của khán giả. Nhưng chị Mến xếp một cái bài kỹ thuật rất là cao, động tác rất là phức tạp luôn. Và pha cái đó với cái câu chuyện của em thì nó sẽ là một bài rất là hay, rất là thành công. Và trong cái clip anh thấy em tập judo, em là đai đen hả? Đai đen là cao chưa bạn? Dạ, cũng thuộc loại là cao nhất. Cao còn... nhất là lát nữa cho điểm cẩn thận. Dạ, judo anh nghĩ nó giúp em rất là nhiều trong cái bài này. Vì trong cái động tác và cái bưng bê, cái trọng tâm của em nó phải khỏe. Và một cái nữa anh muốn nói với em là trong cái clip là anh xúc động lúc em nói là có người xem em và nói là bạn này lên sân khấu ai nhòm, đúng không? Vậy nè, chúc mừng em. Rất cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của John Huy Trần. Và rõ ràng bước nhảy ngàn cân như là một cái nơi để mà giúp cho các bạn tỏa sáng. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ cho quý vị thấy ngay số điểm mà chúng ta đang mong chờ từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Xin mời anh. 8 điểm. Cô Ngọc Hà. Bấm mãi mới được. 8 điểm. Và giám khảo John Huy Trần. 7 điểm. Tuần lễ đầu tiên như vậy đã là rất là cao rồi đó. Và cảm ơn Huỳnh Mến rất nhiều. Nếu như yêu thích phần trình diễn của thí sinh Ngọc Khánh vừa rồi, chúng ta hãy soạn tin nhắn là BN khoảng cách 4 và gửi về tổng đài 8369 quý vị nhé. Anh mời em tiến về cân. Khi đến với chương trình, bạn nặng 111kg và bây giờ số ký trở thành 105.7kg, bạn giảm được 5.3kg. Chúc mừng bạn, số phần trăm tương đương là 4.8%. Và tổng điểm của bạn là 12.5 điểm. Vâng, có thể nói là số điểm cao nhất cho đến thời điểm này. Và tôi xin được nhắc lại là mặc dù không loại, nhưng ba thí sinh có điểm số cao nhất sẽ nhận được 1 điểm cộng cho chương trình tuần sau. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.